Đúng rồi, con nhỏ này là vợ của thằng Trung. Hôm đám cưới tôi nhìn kỹ lắm. À, chị sao vậy chị hai? Chị hai. Đâu có rảnh đâu mà Sam cứ tiếp khách hoài vậy. Tôi không phải là khách, mà tôi là cậu của nó. Tôi không nói chuyện với ông. Cái gì cậu? Sao lâu quá không thấy con Út nó về. Vừa rồi cậu lên thăm nó, cậu thấy làm sao? Tôi thấy nó hạnh phúc lắm chị. Vậy à?